TiTi. Rồi gấu đem lên cho mẹ nào, đem lên mẹ mặc cho TiTi nha. À đây mẹ Chin. Rồi con lấy xin hộ mẹ một bộ đồ của TiTi nữa nha. Chân đang đang kìa, bộ mặt em rồi. Đây, đây. Đây, TiTi ngồi lên, nằm đây, nằm đây nhá, nằm đây để mẹ bấm lại cho dễ nhá. Nằm. Ừ, TiTi nằm xuống đây. TiTi mà phải chỗ con đâu. Rồi mẹ mặc đồ cho TiTi xong rồi. Gấu thấy em xinh không? Ui, xinh không? À. Không à? Là hai chị em ngồi đây chơi nhá. Mẹ áo mẹ ướt hết rồi, mẹ đi thay áo lại nhá. Thì mẹ cắt cái chỗ đây đi, mẹ đi thay áo lại. TiTi ngồi đây chơi với chị nha. Mời em nha. Yeah.